Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Mạnh Quỳnh lên tiếng về tin đồn suy sụp đột quỵ sau khi Phi Nhung qua đời. Trong buổi livestream trên kênh YouTube của Trung tâm Thủy Nga, Mạnh Quỳnh có dịp chia sẻ về con đường nghệ thuật của mình cũng như những hé lộ kỷ niệm với người tình sân khấu Phi Nhung. Mạnh Quỳnh kể từ khi còn bé, anh đã mê giọng hát của Chế Linh, Tuần Vũ. Đến năm 14 tuổi, nam ca sĩ lên thành phố với mẹ và nhận ra bản thân yêu thích cải lương. Thời điểm đó, anh gần nhà với nghệ sĩ Ngọc Ân. Mỗi lần được mẹ dắt đi chợ, anh ngồi nghe thầy dạy và quyết định xin gia đình theo học. Mẹ tôi đưa đến gặp thầy và nhận ngay. Tôi học cải lương được 6-7 tháng thì phải trở lại đi học nên bỏ luôn. Nhưng được cái tôi nhớ rất dài. Sau này tôi trở lại thăm thầy, tôi chỉ lại có mấy em trong lớp giúp thầy. Anh kể, giọng ca căn nhà màu tím chia sẻ. Nhờ những buổi học đó mà anh có thêm khả năng sáng tác, viết những bài tân cụ giao duyên để biểu diễn trước khán giả. Cũng trong buổi livestream, Mạnh Quỳnh không ngần ngại nhắc đến người tình sân khấu Phi Nhung bởi trước đó cả hai từng có những màn kết hợp ăn ý trong các trích đoạn tân cụ giao duyên. Giọng ca căn nhà màu tím chia sẻ, dù không qua trường lớp, song Phi Nhung học rất nhanh, điều đó khiến anh nể phục. Tôi chỉ hát qua một lần, cô ấy nắm được ngay và nhiệm vụ của tôi chỉ đứng gõ nhịp cho Phi Nhung hát, nam ca sĩ chia sẻ. Mạnh Quỳnh nói phía sau những bài tân cụ giao duyên mà anh và giọng ca Bông Điên Điển hát đều có những câu chuyện mà khán giả không hề biết. Nhân dịp này, nam ca sĩ tiết lộ, khi Phi Nhung đứng trong phòng thu là tôi đứng bên ngoài, gõ nhịp để cô ấy hát theo. Nhưng được cái, cô ấy học theo rất nhanh. Một người không qua trường lớp mà hát nguyên tuồng cải lương như Lương Sơn Bà, Trúc Anh Đài, Lan và Điệp, cô ấy rất chỉn chu. Mạnh Quỳnh cũng thừa nhận, dù hợp tác ăn ý trên sân khấu, song anh và Phi Nhung cũng từng xảy ra không ít mâu thuẫn khi làm việc chung, thậm chí cả hai từng thề thốt sẽ không hát cùng nhau nữa. Nhớ lại kỷ niệm đó, nam ca sĩ chia sẻ, có những lần chúng tôi gây nhau đến mức kéo lên Facebook, chia sẻ tầm bậy tầm bạ, song bị khán giả chửi. Mọi người bảo sao tôi lại nói Phi Nhung như vậy. Nhưng thật ra tức quá, giờ nghĩ lại thấy thương lắm. Lúc đó mình đàn ông mà bị nói thì cũng khó chịu. Xong về nghĩ lại thấy không sao, chúng tôi nhường nhịn nhau rất nhiều. Trong suốt quá trình làm việc chung, Mạnh Quỳnh khâm phục người tình sân khấu bởi sự chịu khó, cố gắng làm việc ngày đêm, đặc biệt là khi về Việt Nam biểu diễn cùng nhau. Anh thấy đồng nghiệp hát cả đêm. Xong điểm này sang điểm kia, ví dụ một người bình thường thấy mệt sẽ nghỉ, không hát nữa, nhưng Phi Nhung vẫn bất chấp. Đó là cách làm rất kiêng cường. Tôi rất khâm phục, nam ca sĩ chia sẻ. Trên sóng livestream, Mạnh Quỳnh thể hiện ca khúc Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em để dành tặng khán giả. Nói về câu chuyện đặc biệt, phía sau ca khúc này, anh tiết lộ, đây là sáng tác dự định sẽ trình diễn cùng người tình sân khấu hồi tháng 8 năm 2021. Tuy nhiên do sức khỏe, Phi Nhung không thể trở lại Mỹ biểu diễn. Lẽ ra tôi hát một mình, nhưng sau đó nhờ Hương Thủy hát thì giúp. Đêm đó tôi đổi bài, không hát bài đó. Sau ngày Phi Nhung ra đi, tôi sẽ diễn khắp nơi, hát bài Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em mà chỉ hát một mình thôi để tưởng nhớ đến người bạn thân thương của mình, anh bộc bạch. Mạnh Quỳnh chia sẻ thêm thời gian này. Anh vướng phải những tin đồn thất thiệt sau khi Phi Nhung qua đời khiến cuộc sống anh bị ảnh hưởng. Trong đó có một số thông tin như Mạnh Quỳnh dọn về nhà, ở gần với Wendy, Mạnh Quỳnh suy sụp đột quỵ, vân vân, rất là phi lý, không hiểu tại sao lại có thông tin như vậy. Tôi đi đến đâu khán giả cũng hỏi, đó là điều tôi rất buồn. Nhưng không phải sự đồn thổi như vậy làm tôi vui đâu, anh chia sẻ. Đồng thời, giọng ca căn nhà màu tím cũng phủ nhận thông tin sẽ trình diễn một số ca khúc với con gái Phi Nhung mà dân mạng đồn thổi. Anh khẳng định bản thân chưa gặp Wendy từ lúc tang lễ của Phi Nhung đến hiện tại, vì muốn để cho cháu có một cuộc sống riêng tư. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.